Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Đàm Thị Hoài Anh, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EADX, cơ sở phía Bắc. Mã số sinh viên của mình là CUV021HB030. Sau đây mình xin trình bày về kỹ năng nói và cách nói thẳng. Trước hết thì chúng ta ngày nay thì việc giao tiếp, hình thức giao tiếp rất quan trọng, và trong giao tiếp thì kỹ năng nói là một vấn đề được đề cập đến nhiều. Và vì sao chúng ta phải nói thạo và có một kỹ năng nói tốt, thì trước tiên chúng ta phải hiểu nói thạo là gì. Nói thạo hay là nói hiểu, được hiểu một cách dễ dàng, đó là nói rành mạch, rõ ràng, lưu loát, nói không bị vấp, nói nhiều và hiểu rõ được vấn đề. Ngoài ra thì có rất nhiều biểu hiện của việc người nói không tốt, ví dụ như là không dám giơ tay phát biểu trước đám đông, nói ấp úng, không được tự nhiên, nói không được rành mạch rõ ràng, hoặc là nói vớ vẩn, không được nói, không cho người ta hiểu và nói mãi không hiểu, hoặc là nói không chắc chắn, nói thiếu logic, nói không có diễn cảm, nói ít, nói không được nhiều, hoặc là hơn nữa thì sẽ là phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu. Trước khi nói thì phải chuẩn bị các tài liệu, hoặc là bị ảnh hưởng bởi các phương tiện như là mạng, hoặc là phải chuẩn bị trước các phương tiện trợ giúp, hoặc là chúng ta không biết hỏi gì, hỏi sao thì trả lời vậy. Và chúng ta bị ấp úng, không dám tiếp xúc, không dám bắt chuyện trước. Ngoài ra thì chúng ta không dám nói trước đám đông, hoặc là chúng ta bị nói thiếu hơi, hoặc là nói chưa được diễn đạt tốt. Đó là những điểm yếu trong việc giao tiếp. Vậy hình thức giao tiếp là gì? Hình thức giao tiếp là cách thức, hình thức, quy định của xã hội, hoặc là các thói quen trong giao tiếp cần phải giao tiếp đúng, các hình thức nói đúng. Ví dụ như là các hình thức giao tiếp như là kể chuyện này, đọc văn bản, truyền đạt này, hoặc là giữa viết thơ, viết chuyện, kể chuyện, hoặc là đàm phán với khách hàng, hoặc là các cuộc trò chuyện thông thường. Vậy thì chúng ta sẽ nói khi nào và nói ở đâu? Nói khi chúng ta bộc lộ ý kiến, biểu đạt ý kiến, phát biểu ý kiến, hoặc là chúng ta sẽ đề bạt, hoặc là một ý kiến hoặc là một ý tưởng của mình. Nói khi ở nhà, trong gia đình, hoặc là trong công ty, văn phòng, nơi công cộng, hoặc là quán cà phê, hoặc là trên live stream, hoặc là chúng ta nói ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài ra thì những người mà không có khả năng nói tốt thì họ sẽ luôn lo lắng rằng người khác sẽ nhìn mình như thế nào, hoặc là họ diễn quá lố, thì khi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt trong quá trình nói. Còn khi mà người có khả năng nói tốt thì họ sẽ nói một cách rành mạch, rõ ràng, và họ quá sao nói vậy và họ sẽ không diễn. Ngoài ra thì yếu tố bị động là khi chúng ta không nói được. Người mà muốn nói tốt thì chúng ta sẽ luôn hướng đến sự chủ động. Khi chúng ta có sự tự tin thì sẽ dẫn đến thành công. Và khi thành công thì chúng ta sẽ đạt được những điều mà mình muốn, hoàn thành được nhiệm vụ. Còn khi chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ thì chúng ta sẽ không có tự tin. Ngoài ra thì chúng ta phải làm chắc chắn, không được bỏ giữa chừng này. Phải làm một cách cẩn thận và phải hướng đến sự toàn mỹ, hoàn hảo. Còn khi mà chúng ta làm hời hợt, không được chắc chắn, phải nhắc nhở hoặc là ép mới làm, thì khi đó chúng ta sẽ không có tự tin và không có bản lĩnh. Ngoài ra thì khi chúng ta không có tự tin, không có bản lĩnh thì chúng ta sẽ không có cách giao tiếp tốt. Ngoài ra thì chúng ta phải có sự chủ động trong việc nhận nhiệm vụ. Khi chúng ta tập nói, tập sống tự do và tập sống phóng khoáng, thì khi đó chúng ta sẽ không bị suy nghĩ đa chiều, không bị quá bị bộc lộ, hoặc là bị nhạt,
bị nói nhạt hoặc là nói không đúng và không có khả năng nói. Khi chúng ta có một cách nói rõ ràng thì chúng ta sẽ nói tốt hơn. Còn người không có tính chủ động, không có tính không có kỹ năng nói và không có sự trưởng thành và không có sự hướng đến sự toàn mỹ thì họ sẽ không giao tiếp được. Ngoài ra khi không giao tiếp được thì họ sẽ không nói trơn tru được. Còn người mà muốn nói tốt thì họ sẽ lắng nghe người khác nói. Khi lắng nghe người khác nói thì người ta sẽ học hỏi cách kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức để họ có một kiến thức vững vàng, để họ có một cách nói tốt, kỹ năng nói tốt. Còn họ người mà không có khả năng nói tốt này, không muốn nói tốt hoặc là có kỹ năng nói tốt thì họ sẽ không muốn học hỏi, không muốn hỏi, càng không muốn đặt câu hỏi. Khi đó thì họ sẽ không có giao tiếp tốt, không nói được một cách tốt, rõ ràng, rành mạch. Ngoài ra thì chúng ta cần đưa ra các phương pháp như là phải thực hành nhiều, làm nhiều. Và khi một người muốn nói tốt thì họ phải luôn là nụ cười trên môi, trên gương mặt. Và khi nói với đối phương thì họ luôn phải nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương với ánh mắt thân thiện. Ngoài ra thì nói là output, là output có nghĩa là theo chiều hướng ra ngoài. Thì khi chúng ta output có nghĩa là kỹ năng thì phải làm nhiều, thực hành nhiều. Khi làm thực hành nhiều thì chúng ta sẽ có cách nói tốt hơn. Giống như nghĩ mà không làm, khi nghĩ mà chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng không làm được. Ngoài ra thì khi nghĩ không, chỉ khi nghĩ không thì chúng ta cần phải hỏi, hỏi nhiều, hỏi liên tục, hỏi theo kiểu truy vấn định nghĩa. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi với người khác, với chính bản thân mình rồi đưa ra câu trả lời cho bản thân mình. Khi đó thì chúng ta cũng cần phải áp dụng các phương pháp tư duy để mổ xẻ vấn đề. Ngoài ra thì khi mà chúng ta không có nhiều vốn từ là do chúng ta không giao tiếp nhiều, không nói nhiều thì chúng ta cần phải đọc nhiều sách, tích lũy nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm, trau dồi cho mình nhiều kỹ năng hơn. Ngoài ra thì não bộ chúng ta có rất nhiều vốn từ nhưng chúng ta chưa biết cách khám phá, khai thác và tìm hiểu về nó. Khi chúng ta thực hành và đã được tiếp thu nhiều kiến thức thì khi đó chúng ta sẽ nói tốt, nói thạo. Ngoài ra thì trong việc thực hành nói này, thuyết trình và cách nói của chúng ta thì chúng ta không nên đặt câu hỏi như là phải làm như thế này, như là phải làm như thế kia, và chúng ta ít phán, khơi gợi vấn đề để cho người ta họ tự động lại và đặt ra vấn đề, nghĩ ra vấn đề. Khi đó thì người ta sẽ cuốn hút và muốn nghe bạn nói hơn. Khi chúng ta tạo ra được sự tương tác để cho họ nói ra được những ý kiến, quan điểm cá nhân của mình thì khi đó họ sẽ nói tốt hơn. Khi đó thì chúng ta sẽ đưa ra được các cách, các kỹ năng để cho họ có một phương pháp nói tốt này. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên đưa ra các quan điểm, kỹ năng nói tốt hoặc là đưa ra các phương pháp. Khi mà chúng ta đưa ra sự tương tác cho họ để họ nói ra nhiều ý kiến của họ thì chúng ta cũng cần phải đề cập đến việc dùng các vốn từ như tính từ, động từ, hoặc là chúng ta dùng tìm cách để tiếp cận cảm xúc của họ, như là dùng các biện pháp liên tưởng, dùng các minh họa, dùng các minh họa này, các ví dụ để cho người ta hiểu. Khi hiểu rồi thì chúng ta cần phải luyện thở để chúng ta có một giọng nói to. Ngoài ra thì chúng ta cần phải nói tròn vành, rõ chữ, nói có âm điệu hoặc là nhanh chậm. Khi chúng ta nói nhanh chậm xong thì chúng ta sẽ phải biểu lộ được cảm xúc tốt trên khuôn mặt này, hoặc là chúng ta nói được diễn cảm tốt. Khi chúng ta nói diễn cảm tốt thì chúng ta sẽ người nói sẽ làm cho người nghe hoặc là người ta sẽ muốn nghe mình nói cách diễn đạt của mình hơn. Hơn nữa thì chúng ta cần phải
biểu lộ được cảm xúc, nụ cười hoặc là ánh mắt thân thiện đối với đối phương. Khi chúng ta cố gắng để làm cho người ta hiểu thì khi đó thì phải để cho người ta tự hiểu, hiểu ngầm thay vì chúng ta sẽ nói rõ ra. Thực trạng hiện nay thì trên đất nước chúng ta thì có rất nhiều các vùng quê hoặc là các nơi khác nhau, nên là họ sẽ phân biệt tiếng nói hoặc là ngôn ngữ địa phương. Khi đó thì sẽ có nhiều người sẽ nói ngọng hoặc là bị nói lắp. Thì khi đó chúng ta cũng cần phải chỉnh, vì chúng ta cần phải có kỹ năng nói. Khi đó thì chúng ta sẽ nói một cách rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ giảm được việc nói nói lắp này, nói ngọng, nói bị nhạt hoặc là nói quá thô tục. Hoặc chúng ta sẽ học được các phương pháp như là chủ động phân tích, quan sát, đánh giá hoặc là phản biện để chúng ta luyện nói hoặc thực hành nói nhiều hơn. Khi chúng ta nói một cách tốt thì khi đó thì chúng ta có thể dẫn đến thành công, đi đến được, tìm được cho mình một công việc tốt hoặc là tìm cho mình được một kỹ năng nói tốt, đàm phán với khách hàng trong tương lai hoặc là trong việc học. Khi chúng ta đàm phán tốt hoặc là nói tốt thì chúng ta có thể đứng trên các giảng đường, sân khấu hoặc là các nơi truyền thông hoặc là trước ống kính. Chúng ta sẽ không bị vấp, bị ngại, ấp úng. Chúng ta sẽ nói rành mạch, rõ ràng và theo body language. Khi đó thì bản thân chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn. Khi đó chúng ta sẽ luôn hướng đến được sự trưởng thành, thành công và hướng đến mục tiêu mà mình đã đặt ra. Khi chúng ta hướng đến mục tiêu của mình đặt ra thì chúng ta cũng cần phải có việc học tập tốt hơn này, đặt cho mình một kế hoạch tốt này, suy nghĩ tích cực hơn, tập nói này, thực hành nhiều. Và khi chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta có kỹ năng, kinh nghiệm, rút ra được nhiều bài học, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu, hoặc là chúng ta sẽ học hỏi từ những người khác để chúng ta có các cách nói hoặc là kỹ năng nói tốt hơn. Kết quả có việc có kỹ năng nói tốt này hoặc là cách nói tốt thì khi đó bản thân sẽ trưởng thành, tự tin trước đám đông, nói một cách tốt, một cách trưởng thành và bản lĩnh. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải phê phán những người không muốn học hỏi và không muốn có một kỹ năng nói tốt, nói không tốt và không muốn học hỏi thì họ sẽ luôn không bao giờ tự tin, không bao giờ thành công và không bao giờ đạt được mục tiêu mình đã đề ra, không hướng đến sự hoàn hảo, tuyệt mỹ. Và không tập nói, không thực hành nhiều thì họ sẽ trở thành một con người bị động, thụ động trong việc nói, giao tiếp giữa người với người hoặc là giao tiếp giữa bạn bè. Khi chúng ta tập nói thì chúng ta mới đầu sẽ tập nói giữa hai người trước và sau đó thì chúng ta lên tập nói dần dần với nhiều người, 5-6 người hoặc là 7-8 người, rồi dần dần thì chúng ta sẽ tập nói trước đám đông hoặc là trước hội trường, hội nghị. Khi đó thì bản thân sẽ cảm giác tự tin hơn, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm hơn, cảm thấy khi chúng ta đạt được một mục tiêu hoặc là một mục tiêu hoặc là một kế hoạch mà mình đề ra thì bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự tin, vui vẻ với những gì mình đã tạo ra, làm được và những gì mà mình đã muốn. Và khi đó bản thân sẽ hài lòng trước kết quả và thành quả của mình đặt ra. Ngoài ra thì khi chúng ta rèn luyện cho mình có một kỹ năng nói tốt thì khi đó bản thân sẽ cảm thấy sảng khoái này, gương mặt hoặc là ánh mắt chúng ta sẽ thân thiện và luôn là nụ cười trên môi. Người mà có kỹ năng nói tốt thì họ sẽ thực hành và trải nghiệm cuộc sống một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta đàm phán với khách hàng hoặc là chúng ta đọc văn bản
kể chuyện thì chúng ta sẽ diễn cảm cách tốt, logic và không bị ấp úng trước đám đông. Chúng ta sẽ tự tin trước, tự tin đưa ra các phương án, ý tưởng mới của mình trong nhà trường, doanh nghiệp, công ty hoặc là các nơi công cộng. Ngoài ra thì khi chúng ta có một muốn có một khả năng hoặc là kỹ năng nói tốt, nói thạo thì khi đó chúng ta cần phải lắng nghe người khác này, chú trọng đến ngữ pháp, ngôn từ, chú trọng đến cách nói này, cách dùng ngôn từ, dùng các ví dụ minh họa, các ví dụ minh họa, các cách hoặc là các lời khuyên hoặc là sử dụng các động từ, tính từ, các vốn từ mà mình có, luôn biết cách diễn đạt tốt, biểu cảm tốt. Khi đó thì chúng ta sẽ có một kỹ năng nói tốt, nói thạo. Ngoài ra, ngoài phương pháp nói thạo ra thì chúng ta phải thực hành tốt, nói tốt, học sâu, nghĩ thông. Nói thạo là trong phương pháp học sâu, nói thạo là có nghĩa là trong phương pháp học sâu thì sẽ là nghĩ thông, viết tốt, nói thạo, thực hành tốt, biến thành bản năng và sáng tạo. Đó là những phương pháp để chúng ta học sâu hơn. Thì ngoài nói thạo ra thì chúng ta cần phải thực hành tốt các phương pháp, các cách tư duy khác nhau. Đó là phần trình bày của mình về phương pháp nói thạo và kỹ năng tư duy hoặc là kỹ năng nói. Cảm ơn các